Ok, hello, xin chào tất cả quý anh em đồng đạo giám viên kỳ Zit và cũng như server Đại Tùng Sơn Khải đã tham gia và chân chủ công chiến xưa.com và chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha anh em. Chiều hôm nay thì Khải muốn review cho anh em xem là cái bãi chan mới của Khải nha anh em. Nói chung là mới lên trên này kiếm bãi chan và cũng trên này chan khá ok anh em, quái khá là đông. Và sau đó thì Khải sẽ cho anh em xem chuẩn bị Khải sẽ lên đảo nha anh em. Khải sẽ lên đảo và mang những trang bị mới. Và hiện tại Khải cũng vừa mua được gia truyền kháng tất cả 14 hợp thổ kháng băng 7 sinh lực 9x. Nói chung là gia truyền này cực kỳ tâm huyết cho đồng bồn của Khải và nói chung Khải nhìn vào đã ân và mới mua được sáng nay luôn em. Có gì trang bị Khải sẽ lên đảo và sẽ cho anh em xem lại tất cả trang bị đồ Khải cho anh em xem sơ qua nha. Ok anh em, bây giờ hiện tại bây giờ trên này thì Khải tranh trên bãi trên này cũng khá là đông người và tranh trên này tốn một ạt 100 xu nha, một ạt sẽ là 100 xu. Còn chính sẽ mua thêm một cái ấn để tăng thêm mana á. Thì nó sẽ tốn thêm 150 xu trong 3 ngày nữa. Nói chung là liền trên này thì khá là tốn tiền. Nhưng mà ngược lại một cái là quái chúng ta nó ra cực kỳ nhanh. Và trên này thì Khải cảm giác chan rất nhiều quái anh em. Chan quái rất là đông, chỗ nào cũng rất là đông quái. Anh em chờ Khải một chút nha. Đây là Khải đang mua mấy viên hộp. Đây mình đọc 1 phút về ngay. Đó. Nhưng mà trên này là cực kỳ ngon. Nói chung là tối qua chan đánh giờ thì Khải nghĩ một tiếng nó hơn khoảng tầm 4 đến 5 triệu kinh nghiệm. Hơn gấp đôi ở dưới Khải chan này nè. Trong mà tốn tiền một chút mà nó hơn gấp đôi kinh nghiệm ở dưới Khải chan. Nhưng là hiệu quả nè nè. Em thấy bài Khải chan ngon, 8 mạng nha nè, Khải chan như này 8 mạng nha. Chung là chan như này ổn định rồi nè, cứ một đám là khoảng tầm 10 con quá là ok rồi. Em thấy không? Đó, giá là quốc thôi. À, nói chung là còn ngon hơn cái bãi chân cùi cùi dân viên. Nói chung là quá tuyệt vời, anh em mình đi sơ qua một mạng nha. Đó, nó sẽ đang đi như vậy. Cứ đánh xoay tròn anh em, cứ vòng tròn mình đi chăn rồi anh em đi chăn rồi cứ làm một vòng tròn rồi cứ dạy một phan thôi. Quay quá thứ năm các kiểu, nói chung có nhiều tọa độ thì chỉ có 5 con nhưng tại vì những tọa độ như này chỉ chạy lái tọa độ để chạy xoay tròn thôi, chứ hiện tại nhiều tọa độ như này không chạy theo kiểu vòng tròn á thì sẽ không có quá mà đánh. Ở xong đầu nó chạy qua góc bên này. Đó, kêu hơi đang qua lại. Đó, bây giờ quấn xong chạy xuống. Nói chung là anh em gacha nó thường thường anh em sẽ chạy theo kiểu ô vuông và tam giác hình tròn. Cái khả năng chạy hình tròn như thế này. Đây là Khải vừa lấy mấy cái bình hồng Khải sẽ lên đảo và mặc set đồ mới cho anh em xem. Nói chung là set đồ này cũng khá là tâm huyết tại vì Khải đã mua từng món bốn cho đến bây giờ thì mới đủ được full set anh em ạ. Anh em chờ Khải chút nhỉ, em thôi. Phía dưới này thì có một số anh em đánh thì không sao, tại vì trên này quái ra rất là nhanh. Thì anh em trong ban đó đánh một tọa độ, hai tọa độ thì nói chung đi qua đi lại tí nữa cũng có quái nào đánh là nhanh lắm. Tọa độ dưới này bị đánh này anh em, nên là không còn quái nữa. Đó, xem nó tiếp tục xuống tọa độ dưới này. Vậy thôi. Ok, nên bây giờ Khải sẽ diệt thành và giao dịch tinh hồng và mời lên đảo anh em. Hiện tại Khải mua thêm mấy viên, hiện tại Khải không đủ. 200, nó bán 280 một viên, ok. Sao cả, 84. Thối tiền. 160. Với mình 150 xu. Khải mua thêm 3 viên tinh hồng nữa nè. Đó, 3 viên tinh hồng với mượn bên kia 2 viên nó đủ rồi. Chung lên đảo cho anh em xem nha. Chung là set đồ này Khải đã ấp ủ bấy lâu nay rồi. Bây giờ sẽ chuẩn bị đồ ra, trải đồ ra và đi lên đảo cho anh em xem và xem có thiếu được không. Đầu tiên là nón phòng thủ 20, đai lưng phòng thủ làm chậm, ngọc bội khăn lôi, bờ tay làm chậm 20, đó, bội khăn lôi này, đấy, rồi, giày này, đó, ok. Khải lấy thêm 2 viên tinh hồng nữa nè. Trong set đồ này thì mang vào thì cảm thấy là ok, anh em có lương thêm lượng phòng thủ. Khải sẽ bỏ chón, Khải sẽ bỏ sớm 10 chón đi. Khải sẽ bỏ sớm 10 chón đi và lấy phòng thủ nè.
Tí nữa Khải sẽ cho anh em xem gia truyền thực phẩm của Khải vừa mua được. Khải vừa mua được khoảng nãy giao dịch 18 kim. Chung là người quen là bán 18 kim cũng được. Tại ông muốn 20 kim ông mới bán nè. Mà đang nghĩ miết là 18 kim ông cũng bán. 18 kim thì với giá truyền kháng cả 14 thổ. Anh em, với truyền kháng cả 14 thổ với kháng 37 lực 82 thì Khải thấy khá là rất là ưng ý. Ok anh em, bây giờ chúng ta sẽ lên đảo. Bây giờ chúng ta sẽ lên đảo. Ôi, lên đảo không được trời. What? Sao nó không cho lên đảo ra? Nhưng thành là A, thành nó không cho lên đảo này. Cái thành khác ha. Ok. Hiện tại đang muốn tìm thêm cái áo ngon hơn mà chưa có đây mà. Chưa có áo nào ngon hơn. Là chút mấy cứ mang áo tạm lắm này. Hôm nay Khai sẽ tái tí lại nha anh em. Tiềm năng, kỹ năng không ăn tải rồi, kỹ năng à, kỹ năng tải luôn chứ. Ôi, à, kỹ năng là phải tải bằng thủy tinh nè mà. Ok không sao, nói chung là tầm này tăng đúng không có sai được. Chỉ dư một điểm bên tán là tiêu thôi. Ok, bắt đầu mang đồ. Ok. Đây, Khải sẽ mang đồ cho anh em xem. Chắc chắn anh em rằng set đồ này nó sẽ cực kỳ ngon hơn set đồ cũ nha anh em. Anh em cùng nhìn sơ qua nha. Hai set đồ nó sẽ khác hoàn toàn nha. Đó, anh em cùng xem sơ qua nha. Đó là set đồ mới nè, set đồ mới Khải sẽ đỡ bên ngoài nè. Set đồ cũ nè, anh em cùng phân biệt nè. Set đồ cũ là sẽ với gia truyền kháng cả xấu này thôi. Đó, anh em cùng nhìn sơ qua. Giờ đây là set đồ cũ nha anh em. Lượng khác của set đồ cũ nó sẽ được như thế này. Gia truyền này, áo này, đai này, nhẫn này, ngập bội này, đó, dẫn trên này, bao tay này, nón này, vũ khí này, giày này. Đây là set đồ cũ, anh em cùng phân biệt thử nha. Set đồ cũ hiện tại kháng như thế này, hiện tại kháng được 3x, 36, 37, 36, 36, 56. Đây là set đồ cũ, và bây giờ Khải sẽ mang set đồ mới cho anh em xem. Khải sẽ mang set đồ mới cho anh em xem nha. Bao tay này, nón này, đai này, ngập bội này, giày này, dây chuyền trên. Đó, chắc chắn anh em sẽ có một sự khác biệt tại khu vực này. Khai vẫn giữ được cho mình 85 chậm anh em. Khai vẫn giữ được mình 85 chậm đó, cực kỳ ngon anh em ơi. Ngon quá, ngon quá. Đó. Đó, thấy chưa? Đây. Nón đây, dây chuyền đây. Ok, bây giờ Khải sẽ cho anh em sau cái khác cho anh em xem. Đó, thấy chưa anh em, thấy chưa? Thấy khác biệt chưa? Lượng kháng họ lên cũng được mấy phần trăm và phòng thủ được 20 mấy nữa chưa? Ngon chưa? Tâm này ok rồi anh em. Tại bây giờ chị sắm thêm là cái áo ngon một chút. Với lại nhẫn trên kháng họ cao một chút, dòng 1 sinh lực một lực là được anh em. Đó. Như vậy thôi, cái giày này sinh lực khá là cao ngon rồi. Giá chiền sinh lực cũng cao. Chung bài này thì sinh lực cao thì chắc chắn Khải sẽ đẩy thêm cái nỗ lực lên một chút. Khải sẽ tăng thêm nỗ lực cho nó lên nỗ lực một chút cho anh em. Đó, đồ thì như thế này đó. Bao tay này, anh em nhìn sơ qua set đồ mới nha. Nóng thủ 20, dây chuyền kháng cả 14, áo thì vẫn như cũ. Nói chung đang tìm áo ngon hơn mà vẫn chưa có nên mình sẽ lượng lượng một chút mà vẫn không thấy, nên là Khai vẫn đành lên đảo thôi em. Đai lưng mới anh em, phòng thủ làm chậm. Đai lưng mới anh em, bao tay mới anh em, bao tay lớn cho mình sẽ lượng lượng làm chậm 20, đạt móc 80 là được anh em. Đó, nhẫn 30, đai lưng 30, nhẫn với đai lưng nhẫn là cũ, đai lưng mới anh em, còn nhẫn trên cũng cũ luôn. Ngọc bội này, ngọc bội mới đó, có dòng sinh lực nội lực. Rồi giày mới luôn, giày được dòng kháng hỏa và là sinh lực cao. Vũ khí thì cũ. Ok anh em, bây giờ Khải sẽ tăng lại điểm cho anh em xem. Vừa rồi thì Khải sẽ cố gắng đẩy lực tay lên tầm 301. Đại Khải 301 thì máu được bao nhiêu? Ui, 301 máu nhiều ghê vậy. Máu quá nhiều anh em, tầm này chắc hơi bị ngon anh em à. Tăng lên lực tay rồi. Hôm trước Khải tăng đến 200. Hôm nay thì Khải sẽ đẩy ra. À, từng đã. Khải sẽ tăng số 10 số mạnh để có thể rút tháo vũ khí ra vô. Đầu nếu tháo vũ khí ra vô thì đúng rồi, tháo vũ khí ra vô với sức mạnh số 10, ok. Bây giờ Khải sẽ tăng 250 nè. 310 thông pháp. Đó. Và lượng máu cho mình 100 rồi.
2k5 máu. Ui máu như này nó quá nhiều anh em ạ. Tầm 2k8 máu rồi đấy anh em. Có ngọc bồi có ấn tầm 2k8 máu là Khang nghĩ là đủ đánh rồi nè. Mới lượng máu 2k8 đủ chơi. 3k quá dư. Đó, 1.5. Ok. Này đẩy thắng vô thông pháp một chút. 3k3. Quá đẹp. Máu lên một chút đi. 2k9 đi. 2k9 là có ấn đó nha anh em. Có ấn mới lên được 2k9 đó. Đó, ui, quá đẹp, quá tuyệt vời. Đó, mana thì được 550 thì tầm này khá thấy cũng được rồi anh em. Lại được hơi. Khá có nên tăng lên 600 mana không được hả chút nha, khác test thử. 4444. Nè, tăng 40 nè. Mana là 1. Ui, 1 điểm mana chỉ có 1 và thông pháp chỉ có. Ui, tăng nội công không có lớn được gì hết nha. Chỉ lên mana thôi. Đó, anh em thấy phí không? Phí điểm kinh khủng luôn nè. Tầm này mình đang hết vào mana 700 thì điểm đâu nữa trời. 7, mấy 2.9 5. Này kém quá. Được. Cái này phải trang bị thêm 3 cái đồ trang sức nè. Nỗ lực kéo cao một chút là được. Chung là tầm này thì không ổn. Khai chỉ muốn sức mạnh 60. Cái này hôm trước khai tăng 10 thôi. 5.7 nè. Đó. Đó, ra đáng tăng lên 600 mana đi. 600 mana thôi. Đó. Rồi. 600 mana, lượng máu 2k9. Thông pháp 310 là đẹp. Đó. 315. Có vẻ lần này sẽ ổn hơn anh em. 315. Ôi. Ôi, lần này có vẻ tăng ok nè. Mana lên được mấy chục mana. Cái này là đã quá đẹp rồi. Lực tay lần này khả tăng cao hơn nha anh em. Lực tay vừa rồi lúc trước thì có 290 thôi. Lần này tăng lên được 315. Thì chiến của anh em lực tay sẽ được cao hơn một chút. Còn với lượng mana 600 này thì hơn được khả tăng hơn được khoảng mấy chục 50 mana. Với lượng 50 mana này thì có thể đánh cũng khá ok. Tại vì đường môn ít mana quá nè mấy. Nếu nhiều mana thì không nói, ít mana quá nên phải có tăng vào độ mana một chút thì chúng ta mới có cái lượng mana để mà chúng ta sấy được nè. Chứ anh em mà không tăng mana á, trong tầm này không tăng mana thì sấy chỉ cần 2-3 cục hết mana ức chớ lắm nè mà. Anh em xem những trận kia mà em thấy không có mana không làm được gì. Còn tăng 60 sức mạnh thì vì mang cái nỏ hút anh em nên là phải tăng 60 sức mạnh đỡ thở thay ra thay vô được. Đó, đây là nỏ hút. Mang 60 sức mạnh mới thở thay ra thay vô được. Còn 40 sức mạnh chứ, 40 là lên 60 nè anh em. Còn nếu mà không thay thì coi, nếu mà không thay được rồi thì nếu mà không thay thì khó mà đánh lắm anh em. Farm nó cũng khó. Rồi ok đó anh em. Khăn hòa 42, khăn hàng vẫn như cũ. Và lên được phòng thủ 29. Đó, anh em nhìn sơ qua một lần nữa nha. Giờ trường mới mua đai lưng. Đai lưng quá đẹp. Nói chung là đường môn là làm gì làm phải mang một món khăn lôi để đánh tông kim anh em à. Không mang khăn lôi thì tù lắm. Và tông kim nó sấy vái phát. Giỏ đang nó quýnh mấy phát lên bàn thờ luôn. Đó, sẽ đồ nói chung tạm ổn này mời. Quá ngon. Rồi ok vậy thôi. Sau này có đồ mana cao thì Khả sẽ không tăng vào nội công và không sẽ đẩy lên thông pháp luôn. Đấy. Tại bây giờ cố gắng lên mana 610, 24. Hôm trước mana chỉ có 570 thôi anh em ơi. Ok anh em, và bây giờ thì đây là điểm tăng của Khả anh em. Nói chung là tăng sao tăng nó hợp lý là được. Chứ còn vấn đề mình có nên tăng nội công hay không thì nhiều, rất nhiều anh em hỏi. Nên là Khả cũng có với anh em luôn. Tầm đường môn của server xếp đồ xanh và cùi bắp và hạn chế nội công, hạn chế mana như thế này. Thì làm gì là chúng ta phải nghiên cứu đồ mana lên một chút thì nó sẽ tương đối hơn. Ví dụ như Khả có được này. Đó, sinh lực lực vào tay này. Sinh lực lực từ ngập bội từ nhẫn trên này. Sinh lực lực từ nhẫn này. Đó, sinh lực lực từ ngập bội này anh em. Nói chung là tầm này chỉ có nhiều thế này thôi. Và ngập đai lưng này, đó. Đó, chỉ nhiều đó Khải có nhiều đai mana thôi anh em. Còn mấy cái lại còn lại là không có được món nào có mana luôn. Rất là khó tìm. Muốn nhưng mà tìm không ra. Đó, nên là Khải phải dồn vào ít mana trên vô này. Khải tăng vô khoảng tầm 25 điểm nội công được lấy được mana tầm 600. Ok anh em, và bây giờ thì clip này sẽ tạm dừng tại đây và hẹn anh em chút nữa 11 giờ chúng ta sẽ online gặp nhau ở buổi livestream 11 giờ trưa nay anh em. Bye bye mọi người. Chúc anh em xem livestream vui vẻ nha. Bye bye anh em.